làm cho làn da tươi mát mịn màng, thay lớp da cằn cỗi, mang lại sự trẻ đẹp. Chúng tôi xin giới thiệu máy siêu âm Allure Paris mà trước đây chỉ tìm thấy ở những spa sang trọng, đặc biệt tại Âu Châu. Khi đã có sản phẩm siêu âm tinh vi trong tay bạn, máy sẽ giúp xóa đi những vết nhăn trên mặt, quầng thâm ở mắt sẽ biến mất, làm giảm đi mắt bị sưng húp, da mặt sẽ căng hơn, make up dễ dàng hơn mà chỉ cần 10 phút mỗi ngày. Allure Paris quá là tuyệt vời. Chúng ta chỉ dùng hai loại kem, một cho ban ngày và một cho ban đêm. Mình chỉ có cần massage trên mặt, chỉ có vậy thôi. Cứ ngỡ như mới lột da mặt từ thẩm mỹ viện về. Tôi cảm thấy da tôi như căng ra và trẻ trung hơn. Giống như đi spa, nhưng tại nhà của mình. Thay vì tốn thời gian tiền bạc đi thẩm mỹ viện hay spa để nuôi dưỡng da, dùng máy siêu âm Allure Paris tại nhà là một cách tiết kiệm, an toàn và hoàn hảo nhất. Sóng siêu âm nhẹ nhàng đi sâu vào làn da bạn. Tế bào chết, khô cằn và chất độc hại sẽ được loại ra, phục hồi tế bào hư hỏng, tăng oxygen, làm cho da thở dễ dàng hơn mà chỉ cần 10 phút mỗi ngày. Hàng ngày tôi rất là bận rộn với 5 đứa cháu, máy này thật là thích hợp cho những người như tôi. Da tôi thấy mịn màng và tươi sáng hơn. Các bạn con tôi khen tôi là bà mẹ trẻ đẹp nhất đó. Chỉ cần 10 phút một ngày với máy Allure Paris Ultrasonic Home Facial Massager, bạn sẽ thấy trẻ đẹp, tự tin và yêu đời hơn. Cảm thấy mệt mỏi vì phải tốn kém nhiều tiền bạc, thời gian đi spa, hãy quên đi những ca phẫu thuật, chích Botox đầy nguy hiểm, mắt bị sưng húp, quầng thâm cùng những vết nhăn, vết thâm trên mặt càng ngày càng hiện rõ theo thời gian. Bạn đã từng không dám cười vì sợ lộ quá nhiều vết nhăn trên mặt. Máy Ultrasonic Home Facial Massager của Allure Paris sẽ giúp bạn đem lại sự trẻ đẹp, tự tin và yêu đời hơn. Không khí ô nhiễm làm hư hỏng làn da và chóng già, căng thẳng và mệt mỏi. Không có thời gian để chăm sóc cho làn da. Để chống lại sự lão hóa nhanh chóng, bạn cần có ngay máy siêu âm Allure Paris.